Trân Công Chúa nha, đang có đợt xả hàng, xả mặt bằng rất là đông vui luôn. Nè, 50k quần áo đẹp. Ồ, hàng nhiều quá, hàng nhiều quá. Ồ, áo quần 50k không? Ủa, mấy cái này là hết 50k hết hả chị? Sale 50k nè em, mua đi. Cái này là bên kia sao? Cái boxing này cũng sale luôn hả chị? Cái này không, cái này cũng sale. Nhưng mà không phải 50k em mua không chị, bà lấy rẻ cho. Bao nhiêu vậy? Bình thường là bán 800, bây giờ bán 450. Số 50 trăm. Ngày hôm nay nữa thôi chứ mai là còn mấy ngày, còn mấy ngày. Hết rồi, hôm nay là hết rồi. Để em quay về coi mấy đứa nhỏ coi. 450 nè, này rẻ quá hả? Đây nè. À, mình sale để đóng cửa để trả một bằng mà. Dạ dạ, để em coi có cái đồ gì lạ lạ gì không. Ồ, mấy đồ này rẻ quá nè, 250. Wow, ở đây bán đồ sale nhiều lắm nha. Đồ bơi này, đồ tập gym, thảm yoga, tất cả sale hết luôn. Con này chuẩn bị trả mặt bằng nên các cửa hàng này bán sale để chuyển đi chỗ khác. Em đứng bên kia em không? Em, ném lên, ném lên trời. Người ta ném lên trời hay là ném lên cao vậy? 30 chứ? Sale cả cửa hàng luôn. Đó, đồ bóng đá. Đó, trên thủ. Ủa chị, mình còn sale bán đến mấy ngày nữa chị? Bán bữa nay nữa. Đây, còn đồ bóng đá rồi nhiều nữa. Nguyên khu này là có rất nhiều cửa hàng đóng cửa rồi nha quý vị. Đây là đường Huyền Trân Công Chúa nha, phía bên hông nhà văn hóa lao động của quận nhất, bên này là Dinh Độc Lập, phía đối diện với lại cà phê 30 tháng 4. Đây là cái con đường một chiều nha. Mọi người đi đến thì đi đường Nguyễn Thị Minh Khai, rẽ trái, rẽ phải vào. Cái đoạn này là bên hông của cái sân tạo đàn. Đó, ở đây cái xeo tạ nữa nè. Xeo tạ nè. Đây có dumbbell 9kg hiệu Alex nha. Anh cặp này bán bao nhiêu một ký? Rồi, cặp tạ bán nhiêu thầy ơi? Đúng rồi, bán tạ
lại còn có nhiêu đó là thanh lý đây đó, nó xong luôn anh nè. Đây chị ơi, bán lỗi luôn. Cái này 6 kg bán 300, còn cái anh 9 kg bán 400. Đây có tè to nè. Ai mặc cái nặng phải không? Chỉ 45.000 à. À 45.000. Em cứ kêu là bán cái đòn thôi, lấy lại cái đòn. À dạ. Cái này lớn cái đòn. Dạ. Dính nút bánh lưa hết nha. Cái này người lớn theo được không? Ba tin. Cái này ai cần lớn em qua đây nè. 100k. Đầy đủ luôn các món. Bên này một cửa hàng bán đồ tennis. Tennis đồ đá banh từ 50k lên